Chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đọc bài Đồng Tâm. Bài này được viết ở nhịp 4/4. Chúng ta thấy nhịp 4/4, mỗi một ô nhịp gồm 4 phách. Mỗi một phách tương đương với lại một nốt đen. Bài này các ô nhịp có hình tiết tấu tương đối giống nhau, đó là gồm một nốt đen có chấm, móc đơn, nốt đen, nốt đen. Rất giống nhau. Và có nốt trắng có chấm, nốt đen. Này, ba ô này giống nhau. Và những ô còn lại giống nhau. Đối với lại chúng ta những người mới tập đọc nhạc lý và phải những nốt đen có chấm như thế này, chúng ta cũng rất là băn khoăn. Dưới đây tôi diễn giải cái nốt đen có chấm ra để cho chúng ta dễ hình dung. Đây. Dòng bên trên này là giữ nguyên này, đen có chấm này. Dòng bên dưới này là ra viết nốt đen thay vì có chấm thì nối với móc đơn. Đây. Để chúng ta dễ làm quen, có thể chúng ta dễ hình dung hơn. Đây, có chấm này, nốt đen có chấm chính là một móc đơn. Nốt trắng có chấm này chính là một nốt trắng nối với lại một nốt đen. Cái nốt trắng là 2 nối đến là 3 này. Để đọc đúng nhịp phách thì chúng ta phân tích từng phách một. Nốt son thứ nhất này là thuộc phách 1. Nốt son và nốt pha là phách 2 này. Phách 3 này, phách 4 này, phách 1 này, phách 2 này, phách 3, phách 4 này. Đó, tương tự như vậy. Để đọc đúng được nhịp 4/4, chúng ta nên luyện cách đếm nhịp cơ bản. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 4 1 2 3 4 và 1 2 và 3 4 1 và 2 3 4 1. Chúng ta đếm những cái số đếm đó là 1 2 3 4 là những cái phách 4 phách. Khi chúng ta đếm phần và đó là một phách thì gồm có hai phần. Phách nào cũng gồm có hai phần, phần mạnh và phần nhẹ. Phần khi chúng ta gõ xuống nó là phần mạnh. Khi chúng ta nhấc lên nó là phần nhẹ. Một là mạnh và là nhẹ. Một và hai. Một và hai và ba và bốn. Cái phần và đó là phần chúng ta nhấc lên. Khi chúng ta nhấc chân lên, nhấc tay lên thì nó là phần nhẹ. Gõ xuống nó là phần mạnh, nhấc lên là phần nhẹ. Cho nên trong cái bài này chúng ta thấy rằng là nốt son là phách 1 rồi. Nốt son này là của phách 2, là phần mạnh của phách 2. Nốt pha này là thuộc về phách 2 nhưng nó là phần nhẹ. Nên ở đây chúng ta đọc cái này 1, 2 và 3, 4, 1 2 và 3, 4, 1 2 và 3, 4, 1. Đó. Đọc nốt cụ thể thì chúng ta đọc như sau. Son, 2 phà son, si. Son, 2 phà son, si. Đó là trong một ô. Chúng ta đọc để ý lại nè. Son, 2 phà son, 2 phà son, 2 và son, 2 phà son. Đó, cái phách đó là chúng ta để ý nhá. Son, 2 phà son, si. Khi đọc nốt nhạc cụ thể này. Phà son, xin lỗi. Son, 2 phà son, si, na, 2. Son, na, si, son, 2. Si, si, re, mi, 2, 3. Mi, re, si si son na hai
son la si son hai mi mi re đó. Bây giờ chúng ta đọc lại từng ô một. Son hai pha son si có chữ ba ô hai này. Na hai son na si tiếp. Son hai si si re. Chúng ta đọc liền nhá. Đấy, cái này cái chấm này tương đương dấu chấm đây này là chúng ta đếm hai đó, đó. Chúng ta đọc lại cả câu luôn này. Rè son hai pha son si na hai son na si son hai si si re mi hai ba mi re hai si si son la hai son la si son hai mi mi re. Chúng ta để ý nó chỉ khó một cái chỗ này thôi. Ta đọc này. 1 2 và 3 thì là son hai pha son. Chúng ta đọc nếm hai phát chúng ta đọc pha son ngay. Son hai pha son. Bây giờ chúng ta đọc lại nhé. Đọc theo gõ đi. Pha son si na son la si son hai si si re mi hai ba mi re hai si si son na hai son la si son son la hai son la mi re hai si si re mi hai ba mi re hai si si son la son la si son giờ chúng ta đọc lại nhưng chúng ta để ý vào nốt nhạc bên trên đây thay vì chúng ta thấy là nốt nối này đó là cái dấu chấm này. Chúng ta đọc là rè son hai đấy, vẫn hai ở đây đấy. Rè son chấm pha son si na chấm son na si son chấm. Tùy chúng ta đọc cái đấy là gì, miễn làm sao chúng ta diễn tả đấy là một phách nhưng mà chúng ta không có nốt nhạc thì chúng ta chỉ đếm thôi. Thế nên bây giờ chúng ta lại đọc theo đọc lại cả bài theo nét nhạc bên trên. Rè son hai pha son si na chấm son na si son chấm si si re mi hai ba mi re hai si si son na hai son na si son hai mi mi re son hai ba mi re chấm si si son na son na mi re hai si si re mi hai ba mi re hai si si son na son na si son Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại bài này ở bản nhạc chính nhé.
Re son hai fa son si na hai son na si son hai si si re mi hai ba mi re hai si si son na son na si son hai mi mi re son hai ba mi re hai si si son na son na mi re hai si si re mi hai ba mi re hai si si son na son na si son hai mi mi re son ba. Chúng ta đọc lại nha. Re son chấm fa son si na son na si son hai si si re mi hai ba mi re chấm si si son na chấm son na si son chấm mi mi re son hai ba mi re hai si si son na hai son na mi re hai si si re mi hai ba mi re si si son na hai son na si son na mi mi re son na. Để đọc nhạc cái bản này, đây là một bản nhạc tương đối là dễ đối với những người mới học, thì chúng ta cố gắng vượt qua cái bài này. Bài này chỉ có chúng ta đọc mỗi một lần nốt đen có chấm, khó mỗi nốt đen có chấm. Những bài sau chúng ta sẽ những bài sẽ khó hơn. Hy vọng rằng là các bạn sẽ cố gắng ôn luyện và làm quen được cách đọc. Đối với những người biết rồi thì không nói làm gì, nhưng đối với những người mới học thì chúng ta cần có một sự cố gắng. Bài này rất là dễ đọc, hy vọng chúng ta sẽ làm được tốt. Trong những bài sau, chúng ta sẽ gặp những bài sẽ còn khó hơn rất là nhiều. Hy vọng các bạn sẽ đọc được.